Quý thính giả thân mến, Mảnh trăng cuối rừng là một trong những truyện ngắn hay nhất, mang nét đặc trưng tiêu biểu trong phong cách sáng tác của nhà văn Nguyễn Minh Châu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tác phẩm được một nhà nghiên cứu người Nga giới thiệu trong bài báo Cuộc chiến tranh giải phóng và truyện ngắn Việt Nam hiện đại đăng trên tạp chí Các dân tộc Á Phi vào tháng 4 năm 1973. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, văn xin gửi tới quý thính giả yêu mến văn học tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của tác giả Nguyễn Minh Châu. Mời quý thính giả cùng đón nghe và nhớ nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tác phẩm văn học tiếp theo nhé. Chương 1 Ngọn bấc cháy đã gần lụi, chật bùng lên nổ lép bép trong chiếc ống bờ sữa bỏ đựng dầu cặn. Ngoài rừng sâu tĩnh mịch, vọng lại tiếng suối chảy và tiếng kêu khắc khoải, tha thiết của đôi chim chống mái đã khuya rồi mà hơn 10 anh em lái xe vẫn còn kẻ nằm người ngồi ngổn ngang trong chiếc lán nửa siêu vẹo của tổ xăng dầu. Chưa ai chịu đi ngủ. Sau tấm bìa che bớt ánh sáng, ngọn đèn dầu cạn tỏa một cụm khói lớn, soi tỏ hơn chục khuôn mặt dầu rãi và chiếu hắt ra ngoài đoạn đường bấp mô, những hố bom và vết bánh xe tải sâu ngập gối. Đêm nay mưa rầm, trung đội lái xe được dịp trở về gần đông đủ. Cây lán nửa rất ồn ào, thỉnh thoảng một dịp cười vang lên chuyển cả rừng. Không biết ở trên đời còn có cảnh gì vui và náo nhiệt hơn những đêm như đêm nay. Những chiến sĩ lái xe sau nhiều chuyến rong ruổi trên các ngả đường nay trở về gặp mặt nhau. Sau hàng chục đêm thức trong bên tay lái, tưởng như họ cứ nằm xuống là con mắt sẽ díp lại, vậy mà chẳng ai buồn ngủ cả. Xong chưa nào, đến lượt tớ kể nhé. Người này chưa nói hết, người khác đã dặn trước như thế bằng giọng hết sức háo hức hình như trong đầu từng người đang xôn xao vô vàn hình ảnh trên dọc đường. Và chính lúc này, những hình ảnh ấy đang chen lấn nhau đòi sống lại. Xong chưa nào đến lượt tôi kể nhé. Một anh nằm trong góc tối nói. Một đêm, đầu tháng 3 năm nay, chuyến xe chở hàng của tôi xuất phát từ kho K3. Lần ấy đồng chí lái phụ của tôi đánh xe đi nhận hàng thay tôi vì tôi đang bận dự cuộc họp. Các lái xe lâu năm ở tiểu đoàn bộ, ở tiểu đoàn ra tôi sẽ đón xe của mình dọc đường và đi hàng luôn. Hãy nói về cậu lái phụ của tôi một chút. Đấy là một đồng chí tân binh vui, trẻ, làm việc dốc phát, nhưng tính tình hơi lẳng lơ một tí. Câu chuyện tôi kể đây xảy ra hồi tôi chạy mấy chuyến đột xuất bên đường miền Tây. Con đường miền Tây dạo ấy đang mùa mưa lũ, nhưng địch cũng đánh rát lắm. Những quãng qua khe qua ngầm, nhất là quãng cầu đá xanh. Anh chị em giao thông đang vật nhau với địch để quyết giữ con đường lên biên giới hôm đó trời vừa tối mưa lác đác tôi ở tiểu đoàn bộ ra đường đứng đợi xe bên đầu dốc bản vang cháy một mảnh ni lông gói chiếc võng dù cắp bên nách chiếc đèn pin khoác lủng lẳng trước ngực tôi đứng hút thuốc lá phì phèo với các vẻ ung dung thư thái phải nói làm anh lính lái xe suốt mùa khô sang mùa mưa con người như đã gắn vào buồng lái được một phút nhàn rỗi như thế thật hiếm và quý hóa tôi cứ chéo chân tựa bên gốc cây bên đường thở khói thuốc vòng tròn và ngắm vầng trăng khuyết mỏng manh bằng con mắt mơ mộng nhưng rồi chẳng được lâu tôi bắt đầu sốt ruột thấy xe cộ cứ lao qua vun vút trước mặt như ngựa đua thế mà chẳng thấy đồng chí lái vụ đánh xe lên trời tối càng lâu nỗi sốt ruột của tôi càng tăng tôi hết sức lắng tai vẫn chẳng nghe tiếng hát quen thuộc tôi bực quá đỗi giữa thời chiến xe mình chỉ cần vượt lên thiên hạ nửa vành bánh khi qua phả qua ngầm đã đủ nhàn hơn nữa chuyến này, tôi đã dự định sẽ chạy sớm, giao hàng sớm để kịp quay về giấu xe ở rừng xăng lẻ. Giấu xe ở đó thật chắc chắn, lại gần nơi người chị ruột của tôi công tác. Tôi đã xin phép cấp trên. Trong chuyến đi hàng này sẽ ghé thăm chị tôi, chị tôi biên thư cứ phàn nàn. Đã hơn 3 năm chưa được gặp cậu lãm đấy. Nhưng dầu sao đó cũng chỉ là một việc riêng. Tôi đang bực và lo xe không lấy được hàng hay gặp trở ngại gì. Thì đồng chí lái phụ đánh xe lên, từ dưới chân dốc đã bóp còi inh ỏi như xe chữa cháy mặc tôi gắt đồng chí lẳng lặng trao phiếu hàng cho tôi vui vẻ đặt vào trong cốc gói sôi lạc và một bi đông nước đường chúc anh đi may mắn nhé anh chàng vui tính nháy mắt danh mãnh rồi phát mạnh vào vai tôi một cái đau điếng xong anh chàng co chân nhảy xuống đường chuyến này theo phân công của trung đội chỉ mình tôi đi tôi vẫn thường nhận một mình một đầu xe đồng chí lái phụ làm việc ở nhà từ biệt tôi xong, đồng chí phụ lái vừa đi qua mấy bước, đã quay lại nắm tay nện vào cánh cửa xe sầm sầm. Anh lãm này! Theo phiếu giao hàng tôi kiểm lại thấy thiếu một chiếc lốp. Tôi đã bắt anh kho ký nhận vào trong phía rồi đấy nhé. Được. Tôi trả lời và rất bằng lòng về công việc ấy. Còn một cái nữa. Cái này có nhưng mà không ghi trong phiếu. Còn gì nữa? Phía sau. Có một người ngồi nhờ lên cầu đá xanh đấy. Tôi ngạc nhiên hết sức hỏi vặn. Sao cậu tự động vô nguyên tắc thế hở? Nguyên do thế này anh ạ. À, thế này. Mặc dù những lý do cho đi nhờ xe đồng chí lái phụ trình bày đều hợp lý, tôi vẫn giận đồng chí ấy. Tôi đoán ngay con người đang ngồi sau kia, nhất định là một cô gái. Và trước mặt tôi liền hiện ra cảnh tượng hết sức quen mắt. Một bên là cái vẻ nũng nịu của một cô nàng ôm chiếc nón trắng đứng sát cửa xe. Một bên là những câu hỏi ớm ở của anh tài phụ của tôi đang ngồi vắt vẻo trong buồng lái. Một nụ cười và một đốm thuốc lá ló ra ngoài. Thế là đủ tai hại cho tôi rồi. Tàn cho được câu chuyện ấy thì xe lên sớm làm sao được. Đồng chí lái xe phụ đã quay về phía sau từ lúc nào. Tôi vẫn còn ngồi phân vân mấy giây. Xe chạy qua bao nhiêu chặng nguy hiểm mà trong xe lại có người đi nhờ. Nhưng chẳng lẽ bây giờ bảo người ta xuống đi bộ. Thôi được, tôi quyết định đi. Trước lúc mở máy tôi quay lại nhìn qua tấm lưới sắt gắn sau lưng chỉ thấy tối mò mò như hũ nút và mùi cao su mới rông sang chẳng hiểu người khách đi nhờ ngồi ở góc nào ai ngồi trong đó tôi lên tiếng giọng hỏi chẳng lấy gì làm ôn tồn lắm không có tiếng đáp chỉ thấy động lịch kịch giữa các trồng lốp ô tô ở phía sau rồi lại nghe tiếng kêu lục cục khẽ như gà con cựa trong ổ tôi đoán câu chuyện trao đổi giữa tôi và đồng chí lái phụ người khách đã nghe rõ hết và bây giờ thấy tôi lên tiếng hỏi người ấy sợ Chắc người ấy đang pháp phỏng sợ tôi không cho đi nhờ. Nhưng người đó là ai? Có ai ngồi sau đó? Tôi nhắc lại câu hỏi. Lần này giọng đỡ gay gắt hơn. Tôi đây. Tôi nhờ đồng chí lên cầu đá xanh một tẹo. Quả tôi đoán chẳng sai. Rõ ràng tiếng trả lời của một người đàn bà. Một cô gái. Tiếng nói trong lắm và rất bình tĩnh. Cứng cỏi nữa là khác. Mặc tôi vẫn hỏi gặng. Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông Thôi đi cô Đáng lý tôi đã mời cô xuống Đây là xe chở hàng quân sự Cô lên cầu đá xanh có việc gì Em là công nhân giao thông Anh gì ban nãy đã xem chứng minh thư rồi Em về chân đơn vị có chút việc Tời hỏi bừa một câu cho vui Việc gì Hay là cô đi thăm chồng hay người yêu Em đi thăm người yêu đấy Tôi vội nổ máy và trong bụng cũng phát hoảng lên vì cái cách con gái ăn nói đối đáp bạo dạn như ấy nhưng nghe giọng nói chẳng phải giọng một câu nói đùa. Biết đâu đấy? Biết đâu cô ta nói thật. Các cậu ơi, hãy chịu khó đợi một chút. Đồng chí lái xe đang kể chuyện nằm khuất trong bóng tối lên tiếng kêu gọi. Mọi người đang nóng lòng muốn biết lý lịch cô gái đi nhờ xe. Họ cứ làm ồn ào thúc giục đòi kể tiếp. Ngoài rừng vọng tiếng suối chảy tràn trên đá và tiếng đôi chim kêu rụt rè ở hai góc rừng. Người kể chuyện khom lưng qua góc ngoài tấm sạp nữa, đôi mắt nheo tít lại vì khói, thổi tắt ngọn lửa xanh cháy trong lòng chiếc ống sữa bò. Căn lán vút chốc chìm trong bóng tối, đầy tiếng động kỳ lạ của đêm rừng. Câu chuyện lại được kể tiếp. Các đồng chí đừng sốt ruột vì cô gái, hãy để cô ta ngồi đấy giữa hàng chồng lốp ô tô. Bây giờ tôi kể xen vào một câu chuyện nhỏ, chuyện riêng của tôi. Tôi có một người chị ruột, làm cán bộ ở một hạt giao thông quãng cầu đá xanh. Cách đây 4-5 năm, trong chúng ta có đồng chí nào hay chạy con đường miền tây chắc còn nhớ cảnh tấp nập đông vui của công trường xây dựng cầu đá xanh từ ngày đầu mới mở công trường chị tính chị tôi đã có mặt chị tôi ở tổ đá những người con gái làm đá đông lắm có hàng trăm cô trong tổ đá của chị tôi có một cô tên là nguyệt phải nguyệt là trăng cái tên khá đẹp đấy là một cô học sinh mới rời ghế nhà trường đi kiến thiết miền tây chị tôi coi nguyệt như một cô em gái rất yêu mến nguyệt bởi lẽ cô ta rất ngoan ngoãn và tích cực bức thư nào gửi về cho tôi chị tính cũng nhắc đến tên người con gái ấy kể lể đủ các đức tính tốt đẹp rồi trong một bức thư chị tôi bảo chị đã tính toán đã nhằm câu nguyệt trên này cho cậu trên đời khó tìm được một người con gái như thế bức thư sau chị tôi giục tôi lên xem mặt và nói chị cũng đã nói thẳng ý định của chị với cô ấy nó chỉ đỏ bừng mặt lên không nói gì nhưng khi nào chị nói chuyện về cậu về cái chuyện cậu trốn nhà đi tuyển bộ đội cô ta ngồi nghe rất chăm chú cậu tranh thủ lên ngay nhé nguyệt nó cũng đang muốn gặp cậu chỉ cần hai người gặp nhau một lần là xong thôi hồi đó sau khi đi bộ đội tôi làm chiến sĩ lái xe phụ thường chạy các tuyến đường ngoài bắc tôi cũng đi vài chuyến miền tây có ghé vào công trường thăm chị tính và cô nguyệt nhưng không gặp cả hai người trong những bức thư gửi cho chị tôi Tôi thường viết thêm đôi câu hỏi thăm Nguyệt và ngụ ý hứa hẹn gặp Nguyệt. Chắc chắn Nguyệt sẽ được xem tất cả những lá thư của tôi gửi cho chị Tính nên đã hiểu biết về tôi ít nhiều. Giữa trốn rừng núi heo hút, một bức thư đến đều xem như của chung của mọi người. Bẵng đi mấy năm, chị tôi về Hà Nội học. Rồi xảy ra cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tôi xuất ngũ, rồi tái ngũ. Bao nhiêu đường xá miền Tây và miền Trung, địch bắn phá dữ dội. Tôi chưa kịp lấy vợ nhưng câu chuyện cô nguyệt và những bức thư của chị tính tôi đã quên từ lâu chị tính đi học gần 2 năm lại quay về tuyến đường miền tây từ nơi rừng núi quen thuộc chị lại biên thư cho tôi lần này kể chuyện địch bắn phá cầu đá xanh chuyện các đơn vị giao thông quyết bảo vệ đường cho xe chạy những chuyện ấy với tôi chẳng có ý gì lạ nhưng lạ lùng hết sức chị tôi nói quả quyết nguyệt vẫn nhớ và đan trở tôi qua mấy năm có bao nhiêu người hỏi nhưng cô ta đều trả lời đã chót hẹn với một người rồi. Chị tôi cho biết Nguyệt đang làm ở ngầm, một nơi rất ác liệt, vẫn ở gần chị. Cô ta giờ đã lớn, càng ngoan ngoãn, dũng cảm và lại xinh đẹp hơn trước nữa kia. chương 2 Thú thật lần này cầm lá thư của chị tính, tôi rất sung sướng và cảm động. Và cũng thật kỳ lạ, qua bấy nhiêu năm sống giữa bom đạn và tàn phá mà một người con gái vẫn giữ bên lòng hình ảnh một người con trai chưa hề gặp và chưa hứa hẹn một điều gì ư. Trong lòng cô ta, cái sợi chỉ xanh nhỏ bé và óng ánh qua thời gian và bom đạn vẫn không phai nhạt, không hề đứt ư. Hạnh phúc người con gái ấy đem đến cho tôi quá nhiều, cho nên tôi cảm thấy hình như một kẻ chịu ơn. Tôi phải gặp Nguyệt. Tôi quyết định biên thư cho chị tôi, hẹn ngày gặp Nguyệt. Đấy là cái ngày mà tôi đã được đại đội cho phép nghỉ. Sau chuyến xe chở lốp lên kho tiền tiêu, tôi sẽ quay về cánh đồng xăng lẻ giấu xe rồi ghé vào chỗ chị Tính làm việc. Ở đó chị Tính sẽ dẫn tôi xuống đội của Nguyệt. Tôi sẽ ở lại chơi một hôm với tư cách là khách qua đường của đội nữ công nhân giao thông bến ngầm. Chiếc gạt lăn bánh rất êm trên đường. Đêm rừng thật vắng vẻ và yên tĩnh. Tôi đặt nhẹ mấy ngón tay trên vòng lái, mắt nhìn phóng về phía trước và hình dung trước lúc tôi đến giữa đám các cô gái nghịch như quỷ sứ. Gặp tôi Nguyệt sẽ nói rất ít, còn các cô bạn thì sẽ làm loạn lên nhưng chẳng hề gì. Họ đều là những người bạn của anh em lái xe, đều là những người con dũng cảm, chân thực và mến khách. Tôi đi được 10 cây số thì gặp một đoàn xe xích kéo pháo cành càng xuôi xuống, đành phải đỗ xe bên đường để tránh. Tôi tranh thủ chui xuống gầm xe, soi đèn pin, xem lại chiếc bóng đèn. Tôi đang loay hoay vặn chiếc bóng thì nghe tiếng hỏi bên cạnh. Anh đi bóng quả táo hay quả dưa đấy? Ai kia? Em đây mà, À cô gái đi nhờ. Trong ánh đèn gầm hẳn xuống một đường hiện ra, ngay trước mũi xe, một đôi gót chân bóng hồng, sạch sẽ, đôi dép cao su cũng sạch sẽ, gấu quần lụa đen, chầm chầm mắt cá. Ra vẻ cô này không phải người lao động rồi, tôi nghĩ. Hay là người ta đi thăm chồng hay đi thăm người yêu thực? Tôi chui từ gầm xe, đưa hai tay dụi mắt. Chào cô! Lần sau nếu xe dừng cô đừng nhảy xuống như thế này nhé. Nhưng mà ngồi trong ấy mùi cao su khét quá. Anh cho em đứng ngoài này thở một tí. Qua làn ánh đen tủ mù của đoàn xe xích, lao đi ẩm ẩm bên cạnh, tôi kịp nhận thấy vẻ xinh đẹp của cô gái, một vẻ đẹp giản dị và mát mẻ như sương núi tỏa ra từ nét mặt. Lời nói và tấm thân mảnh rẻ khác hẳn với nhiều cô gái công trường, thường cô nào cũng thấp và đẫy đà. Cô ta mặc áo xanh chít hông vừa khít, mái tóc dài tết thành hai dài, chiếc làn và chiếc nón mới trắng lóa khoác ở cánh tay một cách nhẹ nhàng tôi hỏi cô làm ở ngầm đá xanh hay chỉ về đây thăm ai trên khuôn mặt sáng sủa thoáng một nét e thẹn em làm ở ngầm à quên tôi chưa kịp hỏi tên cô đấy nhé em là nguyệt à thế tôi vở như không vội đưa mắt ngắm cô gái một lần nữa thật kỹ lưỡng rồi tay mở rộng cánh cửa buồng lái tôi vồn vã mời sau ấy mùi cao su khét lắm đấy. Mời cô lên bên cạnh còn chỗ ngồi. Đoàn xe xích kéo pháo năm bảy mới khỏe làm sao. Đường xá núi non cứ rung chuyển ẩm ẩm. Trái tim tôi muốn nảy lên trong lồng ngực. Cô gái cố ý ngồi sát mé cửa. Chiếc làn cói ôm gọn trong lòng giữa hai chúng tôi để một quãng cách rộng. Thú thật trong đời lái xe của tôi chưa bao giờ tôi mời một cô gái lên ngồi trong buồng lái. Đây là một trường hợp đặc biệt. Tôi với tay bật ngọn đèn nhỏ trong buồng lái cô gái ngắm cái nhà còn con của tôi bằng cặp mắt tò mò và hơi rụt rè tôi bắt đầu hỏi dò khéo léo ở đội ngầm của cô có nhiều cô tên là nguyệt lắm thì phải sao anh biết đội em có ba nguyệt nhưng một người đã hy sinh chỉ còn em và một chị nữa là hai thôi cô nguyệt hy sinh bao giờ tôi vội hỏi rõ ràng nghe tiếng nói của mình mà như của người khác cách đây đã ba bốn tháng trong trận địch ném bom đánh sập hẳn cầu đá xanh Chị ấy chiến đấu dũng cảm lắm, mà ngày thường lại hiền lành, ai cũng tiếc. Cô ấy có chồng chưa? Chưa, hình như mới có người yêu. Tôi nắm vòng lái thật chặt, mặt đất dưới bánh xe như đang nghiêng ngả đảo lộn. Tôi cho xe đi chậm chậm và lại hỏi, "Còn cô Nguyệt thứ hai? Chị ấy đã bốn con rồi, chúng em thường gọi đùa là chị Nguyệt lão." "Sao anh hỏi tỉ mỉ vậy?" Tôi thở phào và nói đùa một câu nhạt thếch lòng tôi dối như tơ vò chẳng lẽ lại đi hỏi thăm cô ta có biết chị tính hay không chỉ cần hỏi thế mọi sự sẽ vỡ ngay nhưng tôi vẫn không muốn hoặc không dám hỏi tôi không muốn đi sâu vào câu chuyện riêng giữa chuyến công tác thế nhưng rồi tôi vẫn cứ phải phân vân trong hai người con gái một trẻ và xinh đẹp ngồi bên cạnh và một người đã chết anh dũng ai là người đã từng mang canh cánh trong trái tim tuổi trẻ mối tình đối với tôi suốt mấy năm mà tôi lại tỏ ra hững hờ một trong hai người. Ai là người tôi sắp tìm đến ai? Người tôi sắp tìm đến là ai? Câu hỏi ấy cứ xoay trong óc tôi, như một cái dùi nung, đỏ bỏng rát. Nếu Nguyệt đã hy sinh thực thì tôi sẽ mang một nỗi hận mãi mãi. Xe đang lao qua quãng dốc, từng mảng rừng, lèn đá, những bãi danh ngổn ngang hố bom từ trên cao rơi áp xuống tấm kính buồng lái. Tôi qua đi bỗng như có linh tính, vội đạp phanh cho xe chậm lại. Qua tấm kính trước mặt hiện ra một ngọn đèn pháo sáng xanh lét run rẩy soi lòe nhòe ở trên đầu không nghe tiếng máy bay sao lại có pháo sáng hử tôi nghe ngóng và thốt lên từ đầu cô gái ngồi chống khuỷu tay lên thành cửa nhìn ra ngoài cô quay vào nói không phải đâu trăng đó anh ạ trăng thật hôm nay đầu tháng từ đầu hôm tôi vẫn đi giữa đêm trăng mà không biết cô gái vẫn bình thản ngồi nhìn ra ngoài trời tôi quẹt diêm châm một điếu thuốc rồi tăng số cho xe phóng nhanh hơn, trong lòng vẫn không hề gượng. Già đời trong nghề lái xe, bom đạn nguy hiểm gặp đã nhiều, tôi vốn không phải anh nhút nhát, vậy mà không hiểu sao đêm nay nhìn trăng và pháo sáng, qua tầm kính ướt hơi sương, mảnh trăng nằm giữa những tầng mây hiện ra tái ngắt, ánh sáng lòe nhòe, mỗi lúc xe nảy lên hay vòng qua chỗ lượn, mảnh trăng lại chập chờn lay động. Có lúc thấy rơi tõm xuống khoảng tối mịt mù của cánh rừng già như một trò chơi ú tim khoảng gần khuya, trên các trỏm rừng, gió tây nam cuốn mây xám về một góc rồi thổi giạt đi. Gió thổi vào cành lá ngụy trang trên nóc xe giàn giạt. Trên đầu chúng tôi, khoảng trời đêm trên cao trở nên trong vắt, cao lồng lộng. Trong khoảng sâu thẳm nổi lên một tiếng chim mơ hồ. Nhưng ở lưng các cánh rừng, xương trắng không biết từ đâu cứ đùn ra mãi. Dòng sông bên trái đường phút chốc biến mất, chỉ còn là xương trắng phủ kín thẳng hoặc mới thấy một trỏm rừng, một ngọn núi đá bên kia sông nhô lên, đen đùi và cô độc giữa một màu trắng xóa. Xe tôi chạy trên lớp xương bềnh bồng, mảnh trăng khuyết đứng yên ở cuối trời, sáng trong như một mảnh bạc. Khung cửa xe phía cô gái ngồi, lồng đầy bóng trăng. Không hiểu sao, lúc ấy như có một niềm tin vô cớ, mà chắc chắn từ trong không gian ùa tới tràn ngập cả lòng tôi. Tôi tin chắc chắn người con gái đang ngồi cạnh, chính là Nguyệt chính người mà chị tôi thường nhắc đến. Chốc chốc tôi lại đưa liếc mắt về phía Nguyệt, thấy từng sợi tóc của Nguyệt đều sáng lên, mái tóc thơm ngát, dày và trẻ trung làm sao. Bất ngờ, Nguyệt quay về phía tôi và hỏi một câu gì đó, tôi không kịp nghe rõ vì đôi mắt tôi đã choáng ngợp như vừa trông vào ảo ảnh. Trăng sáng soi thẳng vào khuôn mặt Nguyệt, làm cho khuôn mặt tươi mát, ngời lên và đẹp lạ thường. Tôi vội nhìn thẳng vào đoạn đường đầy ổ gà, không dám nhìn Nguyệt lâu. Từng khúc đường trước mặt cũng thếp từng mảnh ánh trăng. Anh nhỉ? Có phải không nhỉ? Cô hỏi gì? Em hỏi có phải các anh lái xe đi nhiều nơi, chắc hẳn quen biết nhiều người lắm. Đời lái xe chúng tôi như vạc ấy cô ạ. À. Nay rừng này, mai qua suối kia. Nhưng tháng này sang tháng khác vẫn làm bạn với đường với trăng thôi. Chẳng biết lúc ấy ai mới móc miệng cho mà tôi bỗng trở nên ăn nói văn vẻ đến thế. Quá nửa đêm Chúng tôi đến gần cầu đá xanh thì trăng lặn. Chúng tôi không nói chuyện nữa. Mảnh trăng đã khuất hẳn xuống khu rừng ở sau lưng. Tôi bật chiếc bóng đèn, quả dưa cho sáng hơn và bảo Nguyệt. Cô chú ý nghe hộ, từ đây đường thường có máy bay. Nguyệt vẫn thản nhiên ngồi nhìn ra ngoài. Anh cứ yên tâm, đoạn này em quen lắm. Nguyệt hướng dẫn cho tôi đánh xe, rẽ sang con đường xế về phía ngầm. Con đường thấp hẳn xuống, quanh co, sụp lên một thứ bùn quánh nhão nhét, quanh những hố bom cũ và mới. Tôi dán mắt qua mặt kính, thận trọng lái hai bánh trước tránh hai vệt bánh xe như hai cái rãnh thoát nước ở giữa đường. Có đoạn, bánh trước sụp xuống rãnh sâu quá, Nguyệt phải xuống xi si nhan cho tôi kéo lên. Có đoạn không nhích lên được, tôi phải cài số phụ. Rồi tăng ga mãi, không khí trong buồng lái nóng sực, lốp xe quay tròn, xiết trên đá khét lẹt. Nguyệt nhìn đoạn đường khó đi, nói như thanh minh. Chúng non em bom luôn. Chúng em đã giải bao nhiêu đá mà đường xá còn ra thế? Tôi vỏ chiếc mũ vải trong bàn tay, lau mồ hôi rồi tính đến lúc sắp phải từ biệt Nguyệt. Cô sắp xuống rồi chứ? Bao giờ xuống cô bảo tôi để tôi dừng xe? Đáng lẽ Nguyệt đã xuống ngang quãng chạm gác bến ngầm ở ngã ba, nhưng cô muốn đưa tôi đi tiếp sang bên kia sông. Cô cười nói đùa. Anh đã cho em đi nhờ, lúc khó khăn lại bỏ anh ư? Tôi nói rất nghiêm trang. Thế nào chúng ta cũng còn gặp nhau, mà dù cô xuống từ dưới kia Tôi cũng không bao giờ nghĩ Cô là một người khi khó khăn thì bỏ người khác Sao vậy anh? Trong cô tôi biết Chương 3 Một làn nước hiện ra trước mặt Đoạn ngầm đá xanh ngắn thôi Nhưng mấy hôm trước mưa lũ Nước dâng cao trên mặt đá đến hơn một mét Vừa đánh xe xuống Đã nghe nước tràn vào ống xả hơi ủng ục Chiếc xe lắc điên đảo Lúc ngoi lên Lúc hụp xuống như một con trâu nước dữ tợn ánh đèn chiếu sáng mặt nước loang loáng. Ra đến quá nửa ngầm, thì nước sâu quá, xe không đi được nữa. Nguyệt đứng bám bên cánh cửa, hướng dẫn cho tôi đi đúng giữa hai hàng cọc tiêu. Cô vội nhảy ùm xuống nước, bảo tôi tắt đèn. Có máy bay à? Để em nghe kỹ xem đã. Anh cứ tắt đèn đi. Loáng đèn dưới nước trông xa lắm đấy. Đèn tắt, chưa bao giờ trời tối đến thế. Chỉ nghe tiếng nước vỗ ỉ ọp vào tai xe. Tôi cố tiến, lùi, nhưng xe chỉ lắc lư, vòng lái nặng như cối đá. Giữa đêm lạnh mà quần áo tôi ướt đẫm, Nguyệt để cả quần áo thế, nhanh nhẹn lội phăng sang bên kia bờ, giúp tôi cột dây tời vào một gốc cây. Tôi xoay sở như đánh vật một lúc, cuối cùng cũng đưa được chiếc xe leo lên, được tới quãng đường dài đá khấp khảnh. Chúng tôi thở không ra hơi, đang mỏ mẫm, cuốn dây tời thì máy bay đến. Từ sau rặng núi đá, dựng đứng bên trái, bọn chúng ập đến như tiếng sét tiếng máy bay ầm ầm, tôi vứt vòng dây sắt nặng chữ trên tay, chạy nhào về phía xe. vừa chạy được hai bước, tôi đã bị Nguyệt túm trở lại, nhanh và khỏe hết sức. Nguyệt đẩy tôi ngã vào giữa một vật gì rất cứng và sâu. nghe hơi thở và tiếng nói của Nguyệt rất bình tĩnh. chúng đánh tỏa độ đấy. một ánh chớp giật mát lạnh, đất rùng lên một hồi. lặng đi mấy giây, tưởng có thể nghe được tiếng vỗ cánh của một con dế rất nhỏ. bỗng đầu đất đá và cành cây bé cành cây lớn rơi ầm ầm rào rào tôi vừa kịp nhận ra mình đang đứng giữa một cái khe chỉ vừa một người hai bên là hai gốc cây to nguyệt đang nấp ở mé ngoài hai thằng địch khác lại sắp lao xuống lại sắp một đợt khác tôi nắm tay kéo nguyệt vào khe nhưng nguyệt nhất định không chịu nguyệt thét lên anh bị thương thì xe cũng mất anh cứ nấp đó không ngần ngại tôi bế sốc nguyệt đặt giữa cái khe giữa hai gốc cây rồi chạy về phía xe đỗ Địch bắn 20 ly đỏ lừ, nghe rát cả mặt. Xe tôi vẫn đứng đó, lửa đã bén vào lốp. Tôi dập lửa, treo lên xe, nổ máy. Nguyệt cũng vừa chạy đến bên cánh cửa. Cho xe chạy đi anh, nó còn tiếp tục đánh ngầm đấy. Chạy chứ. Một loạt bom rất gần, hơi bom xô Nguyệt ngã rúi. Tôi kéo Nguyệt vào trong đóng cửa buồng lái rồi chẳng đèn đóm gì hết. Cứ theo lời Nguyệt chỉ đường, tôi cho xe phóng. Địch quay tròn trên đầu như say lúa. Rất thấp, thả pháo sáng và bắn 20 ly. Mặc, tôi cứ chạy và Nguyệt cứ nói rành giọt như người đếm bên cạnh. Anh ngoặt sang trái, trước mặt có hố bom đấy. Chuẩn bị, sắp lên một cái dốc có cua. Qua một quãng, khó đi và tối quá, Nguyệt nhảy xuống đi dò trước. Tôi cứ nhằm cái bóng trắng nhờ nhờ của Nguyệt trước mặt mà lái theo. Lên quá độ 2 km, tôi dừng xe, nép vào một bên một ta luy cao có cây rậm. Tôi bật đèn buồng lái, cái tôi trông thấy đầu tiên là có vết máu bên vai Nguyệt, vết máu chảy xuống, đỏ cả cánh tay áo xanh. chết thật, cô ta bị thương rồi. không biết Nguyệt bị thương loạt bom đầu tiên lúc tôi nấp dưới khe hay khi cô vùng chạy theo tôi trở về xe. thú thực lúc ấy trong lòng tôi dấy lên một tình yêu Nguyệt gần như mê muội lẫn cảm phục. Nguyệt nhìn vết thương cười, khuôn mặt hơi tái nhưng vẫn tươi tỉnh và xinh đẹp. từ đầu đến chân cô ta ướt như một con công vừa tắm. Tôi rút chiếc mùi xoa đầy vết dầu mỡ trong túi, buộc ngoài lần áo xanh để cầm máu. Tôi đề nghị đưa Nguyệt sang bên kia ngầm về đơn vị, nhưng Nguyệt gạt đi. Đây là răng sơn của em rồi, anh đi đi, không trời sáng mất. Rồi Nguyệt lại cười. Anh cứ yên tâm, vết thương chỉ xước xa thôi, từ giờ đến sáng em có thể đi lên đến tận trời được. Gà rừng đã eo ác gáy thưa thớt, tôi không thể bỏ xe được, tôi đành từ biệt Nguyệt, nắm bàn tay thấm ướt máu rất lâu và tôi nói một lời hứa đinh ninh. Ngày mai tôi quay về, nhất định tôi vào thăm Nguyệt. Tôi lên xe, phóng như bay về phía tiền tiêu, với một tâm trạng vui sướng và rộn ràng rất lạ và lại rất lo lắng cho Nguyệt. Lúc nào cũng thấy trước mắt bóng một người con gái mặc áo xanh, một bên cánh tay buộc chiếc mùi xoa của tôi. Với chiếc làn và chiếc nón trắng mới, cô ta đang đi trở lại về phía ngầm. Có lúc tôi lại thấy cô quay lại, khuôn mặt đẹp lộng lẫy đầy ánh trăng. Thế nào, kể tiếp đi. Ngày hôm sau sống chết cậu cũng phải mò tới cái đội nữ công nhân ấy chứ. Những người nghe chuyện vẫn tỉnh như sáo. Có lẽ đã 2-3 giờ sáng, gà rừng gáy eo óc thừa thớt, nghe tiếng đôi chim trống mái gọi nhau đã gần hơn. Đêm ấy tôi chạy nhanh đến như vậy, nhưng lên đến tiền tiêu giao hàng cho kho xong thì trời đã gần sáng, thế là không kịp quay về rừng xăng lẻ giấu xe nữa. Đành đánh xe đi giấu ngay ở đấy và lại hí húi đi kiếm lá ngụy trang tháo xăng, nấu cơm ăn. Thật chán hết sức, thế là bay đi một ngày phép. Đại đội trưởng lại bố trí cho tôi đi một chuyến nữa lên tiền tiêu vào ngay đêm sau. Lần này tôi kịp ghé thăm chỗ hạt giao thông của chị tôi. Cũng đóng không xa đội nữ công nhân phụ trách ngầm. Lán đội nữ công nhân giữa khu rừng sang lẻ rất đẹp. Con gái bao giờ họ cũng chu đáo và chăm chỉ, chứ không tuỳnh toàn như chúng mình. Lán họ ở sạch sẽ ngăn nắp, có nhà ăn, nhà câu lạc bộ, thấy tôi đến, chẳng phải chị tính mà các chị em khác đều niềm nở, toàn là những tay ăn nói khiếp cả. Nhưng còn tôi, lòng dạ nào mà đối đáp với họ? Việc đầu tiên là tôi quan sát thần sắc của chị tính. Hai ngày qua tôi đã tin chắc chắn, không thể nào sai được rằng người con gái mình đang tìm gặp thì đã gặp. Nhưng đến đây, tôi lại nghĩ Nguyệt có thể là người con gái đã anh dũng hy sinh từ cách đây 3-4 tháng. Chị tính dẫn tôi vào nhà và trách. Hôm kia sao cậu không về, Nguyệt nó chỉ tranh thủ lên được có một hôm Đợi cậu suốt ngày không thấy Cô ấy lại phải về dưới ti rồi Thế là chống ngược tôi không đánh nữa Tôi tò mò hỏi Cô ấy về dưới ti làm gì? Cô ấy đang học dở lớp đảng viên mới ở dưới đó Hai chị em chúng tôi đang dở chuyện Thì một chị to béo chạc gần 40 Hai tay cắp hai cái bỉ đựng măng Sồng sọc đi vào và hỏi Đâu? Cậu lãm em trai chị tính tới Mà sao không đến trình diện với tôi hử? chị túng lấy tôi trong hai bàn tay hộ pháp mặt mũi sáng sủa đấy chứ lái xe à tôi hỏi thế này nhé anh đã biết tội của anh chưa chị tính cứ ôm miệng cười còn tôi thì chẳng hiểu gì cả lát sau mới biết chị làm tổ trưởng nấu ăn của đội đấy chính là chị nguyệt lão một người bạn thân thiết của chị tôi từ lâu chị nguyệt lão vui vẻ mắng tôi một hồi nữa đầy những cớ sao cớ sao mấy năm trời để cho cái nguyệt nó đợi đỏ mắt có muốn tìm hiểu người ta hay không thì cũng phải bảo một câu chứ. Rồi chị kể. Hôm nọ nó trở lên đây, đi nhờ xe vận tải của một anh bộ đội, xe bị bom dọc đường, may mà chỉ bị thương rất nhẹ thôi. Chị hỏi, anh vẫn chưa biết mặt nó hử? Rồi kéo tuột tôi đến trước một hàng ảnh nhỏ xít dán chi chít trên tờ giấy báo xi măng giữa nhà câu lạc bộ. Chị Nguyệt Lão chưa kịp trò, tôi đã nhận ra tấm ảnh của Nguyệt. Cách đây mấy năm, trông cô như một con chim non đang tập bay. Nguyệt đang đứng treo leo giữa lưng núi, trên vai vác một chiếc máy khoan, đôi mắt đen láy ngây thơ, nhìn ra xa, xa. Nhìn bức ảnh ấy tôi không khỏi nhớ những ngày rộn ràng xây dựng những chiếc cầu. Ngọn núi Nguyệt đang đứng chính là một ngọn trong dãy núi đá xanh cao sừng sững, nằm bên trái bến ngầm. Ngày khởi công xây dựng chiếc cầu ở đây, đội đá của công trường có hàng trăm cô. Tháng này sang tháng khác, với một sợi dây xa bảo hiểm buộc ngang lưng, họ dũng cảm trèo lên những tầng đá cao, chọn những vỉa đá xanh đẹp nhất về xây cầu. Chiếc cầu làm trong gần 2 năm mới xong, xanh biếc và đẹp như một giấc mộng. Nhưng vừa gánh thành được mấy tháng thì máy bay Mỹ đã đem bom tới tấp phá sập. Buổi chiều hôm đó, chị Tính và chị Nguyệt Lão tiễn tôi ra đến bờ sông. Chị Nguyệt Lão giơ nắm tay to lớn ra trước mặt tôi. Khối anh cán bộ khá hẳn hoi muốn yêu nó, nó chỉ chờ gặp anh đó thôi Coi chừng cứ phóng xe chạy biến đi Tôi không có dây tơ hồng Nhưng đã có dây chói lợn chói anh lại Tôi vội vàng nhét vào trong chiếc túi cấp dưỡng nhỏ nhem của chị Một chiếc phong bì miên rất cẩn thận Suốt buổi trưa Tôi đã mượn giấy bút Biên cho Nguyệt lá thư đầu tiên Ra đến rừng sang lẻ Tôi chưa về chỗ giấu xe vội Và men bờ sông ra ngoài cầu con sông biển Tây in đầy bóng núi xanh thẳm, hai bên bờ cỏ lau chen với hố bom. Chiếc cầu bị cắt làm đôi như một nhát rìu phang rất ngọt. Ba nhịp bên này đổ sập xuống. Những phiến đá xanh lớn dờn ngổn ngang dưới dòng sông. Chỉ còn hai hàng trụ đứng chơ vơ giữa trời. Tôi đứng bên bờ sông giữa cảnh một chiếc cầu đổ và lại tự hỏi. Qua bấy nhiêu năm tháng sống giữa cảnh bom đạn và tàn phá những cái quý giá đó chính là bàn tay mình xây dựng nên. Vậy mà Nguyệt vẫn không quên tôi sao? Trong tâm hồn người con gái nhỏ bé, tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sợi chỉ xanh óng ánh ấy, bao nhiêu bom đạn dội xuống cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư. Người kể chuyện tự nhiên ngừng bật, như đang lắng nghe tiếng trả lời đâu từ trong lòng mình. Những người bạn cũng không hỏi, không đòi kể tiếp và nói chuyện ồn ào như những lần trước. Hàn đã gần sáng, ngoài rừng sâu, đôi chim gọi nhau suốt đêm đã im tiếng. Có lẽ chúng đã tìm thấy nhau. Chân trời phía rừng Tây bỗng ửng sáng, rồi trăng đội trỏm cây từ từ nhô lên. Từng chiếc lá đùng đình trên nóc lán lóe sáng như những mảnh bạc. Ánh trăng khuya lặng lẽ soi đầy trên mái và đoạn đường đầy vết xe trước cửa. Người kể chuyện ngẩng lên, ngắm mảnh trăng vừa lên rồi nạp xuống giữa những người bạn lái xe. Anh dục. Ngủ thôi các cậu. Mai còn chạy.